Điện Phật. Này thì của Đại Thừa đó không có ngăn ngại, cho nên chỉ có thờ Phật không thì mấy 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 bác ok, mấy người tu theo mấy thầy đó thì ở đây thờ Tam Thánh Điện Phật này cũng linh thiêng lắm. Tam vô quái ngại là sao anh kể khác, Gì? tam vô quái ngại là sao Tâm vô quái tâm vô ngại, tâm vô quái anh thấy còn ăn không? Cái nghĩa là khi anh đã là đạo Phật á, Phật dạy cho mình á, không có được kỳ thị, mình gặp cái gì á, mình cũng coi cái đó là pháp của mình. Mình gặp người Công giáo dạy mình câu hay cũng là lời Phật dạy. Còn mấy Phật tử thời nay không đọc kinh mà Bát Nhã, đọc kinh mỗi ngày á, tâm vô quái ngại, tâm vô quái ngại, nhưng mà thật sự mấy mấy bác có quá trời ngại luôn. Nói thằng Kiệt thờ thần ấy không trực, thờ ông Trần Đạo là ngăn ngại, nó là tà, cái đó là ngại đúng không? Còn tâm vô quái ngại có nghĩa là cái gì hay là lời của Phật dạy, là mình không có ngại. Nhưng mà mỗi khổ một cái là mấy thầy mấy bác ở Phật tử đọc mỗi ngày nhưng mà ngại tùm lum hết trơn luôn, để mà Ở đây này có đòi giáng sanh cái hình á. Phật lớn nè. Thấy cầu thang này là đi đó, là ý là tâm quái ngại là vậy. À, cái cầu thang là hồi nãy sớm anh nói đây là 500 cái bậc tam cấp anh ha, 500 bậc á, 500 bậc á, từ ở dưới cổng lên, cái này là dài nhất. Cái cầu thang này á, hồi lúc mà xây á là cái buổi sáng đầu tiên khoảng 7 giờ sáng là Kiệt là người đầu tiên đi, nó vừa khô á, thì tối bữa đó đó là Kiệt nằm mơ á, Kiệt thấy mẹ Phật Mẫu đứng ở trên và mấy vị Phật với mấy vị La Hán giống như bông sen vậy đó. Rồi cái mỗi một cái bước chân Kiệt đi từ dưới lên á, nó có mọc cái bông sen trên cầu thang này. Rồi cái mẹ mới nói cho Kiệt biết là sau này nhân loại á là được đi về trời á, là nhờ cầu thang này nè, là gọi là giáng sanh á, là nhờ đi cầu thang này á, là tại vì họ lên là họ ngộ. Rồi nó cái cầu thang nó có cái sự mầu nhiệm á, là khi họ lên nó họ ngộ ra, họ họ quên, họ họ không có còn u mê nữa, là nhờ nhờ cầu thang này á, là cái giấc mơ đã có đó. Nè, không phải là Mỗi góc là một cái tiểu phẩm. Bây giờ là ở ngoài trời mưa rác rác. Chứng hết ở trên điển vô, tại kiện hỏi người thường. Ở trên biểu làm gì mình làm đó, đúng câu này có hiểu về về ấy á. Bây giờ giống như cái tivi, Kiệt là cái tivi ở trên, cha mẹ mấy chư Phật bấm bấm cái tivi thì tivi nó hát lên thôi, còn bấm tắt mình tắt tức là mình đi á. Như như là cái cầu thang này ngày xưa ai nhìn cái núi nó giống vậy, có ai nghĩ là làm được cầu thang? Mấy vị kêu làm đi, được thì mình mới làm, chứ giờ nọ mình khởi cái ý nghĩ thôi là mình cũng không dám khởi nữa. Làm sao mà xây được, thì ý là Có chỗ đó đôi vậy đó. vị cầu thang cái dài từ ở dưới phía dưới dưới đất ở dưới đó, giờ ở đây rồi đi lên tới đây là đỉnh đó, đây là trải dài 500 cái bậc thang như vậy, và theo như anh Kiệt vừa kể lại đó là trong một giấc mơ, và anh thấy điều này và anh nói rằng khi mà người ta đi từ dưới lên đây á, là sau đó người ta sẽ ngộ. Dạ. Dạ. Dạ.